bò đeo tai nghe và ngắm cảnh qua kính VR để cải thiện tâm trạng, thu được nhiều sữa hơn. Việc nuôi nhốt trong trang trại ngày nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế để dẫn tới suy giảm sản lượng sữa. Bởi vậy, những nông dân khu vực Moscow của Nga đã trang bị cho những con bò sữa của họ những chiếc tai nghe và kính thực tế ảo VR cho chúng ngắm cảnh với hy vọng sản lượng sữa sẽ tăng cao. Các chuyên gia của khu vực ghi nhận những con bò được trang bị thêm phụ tùng đã giảm bớt sự lo lắng và cải thiện tâm trạng cảm xúc tổng thể. Cơ quan quản lý nông nghiệp khu vực cho biết, giai đoạn thứ hai của thí nghiệm các chuyên gia sẽ đánh giá sản lượng sữa của những con bò đeo VR. Những người nông dân đã làm việc với các nhà phát triển và bác sĩ thú y, dựa vào nghiên cứu về thị giác gia súc để tạo ra phần mềm độc đáo mô phỏng một cánh đồng mùa hè với nhiều màu sắc. Dự án độc đáo này nhằm đưa bò trải nghiệm một cánh đồng mô phỏng trong thế giới thực tế ảo với nhiều màu sắc. Dưới hệ thống kính VR, bò sẽ thấy mình đang sống trong một thế giới rực rỡ, phong phú.